sinh ra trong xã cạnh nghèo. Mẹ cha tôi năm nay cũng đã có tuổi. Cho em hỏi nhờ chú này ở nhà đâu? Dạ được ông, ông ăn một mình hả ông? Dạ. Vâng, con vừa đi qua thì con chụp ông mấy kiểu ảnh. Ôi. Thì con tặng ông là kỷ niệm ạ. Cảm ơn nha. Dạ. Ông xem có được không? Nhìn được không? Đẹp rồi, cái này là đẹp rồi. Nick kiểu như thế là toàn những là kiểu cắt tóc thôi. Dạ. Mình giờ trông giả quá đấy thật. Không, vẫn đẹp lắm không ạ? Ông thích kiểu nào hơn? Kia hoài hơn đấy nhỉ. Ông đang rất là chăm chú vào công việc của mình. Chăm chú công việc của mình như này. Cần cái này hơi lơ đãng tí, đang suy tư gì đấy. Đang suy tư. Ừ, đấy, kiểu. Năm mới còn chúc ông mạnh khỏe. Dạ. Nhớ bóng dáng em yêu bạn bè. Lì làng tre xanh em nhỏ đang đứng chẳng trầu. Chẳng tôi nào.